đây là cây mai tứ quý ghép siêu bông Sài Gòn của chú Sáu Bình Dương nè cả nhà. Xin chào anh chị các bạn đang theo dõi kênh Chợ Sài Gòn nha. Hôm nay cái cây của em hiện tại là đang bị cái tình trạng là nó bị đứng đọt anh chị. Nó cái bị đứng đọt. Và hiện tượng của cây là nó hơi ra lá me. Nhưng mà cái cây này là coi như là em để từ đầu năm tới giờ là chỉ có vào một đợt chưa vào đợt phân nào luôn anh chị, chưa vào một đợt phân nào luôn, tại vì thấy cái lá me nè nên là không dám đi phân đó, nghe là nó không dám đi phân. Nhưng mà giờ cũng đang tìm cách xử lý cái cây này. Hiện tại là em chưa xử lý gì hết nha. Đang để nguyên cái này và chỉ đang áp dụng cái cách của nút là để ráo rồi mới tưới đó anh chị, để ráo rồi mới tưới. Hiện tại thì nó cũng ra được một ít đọt non và có hiện tượng hồi phục chút xíu ha. Nhưng mà về cái tổng thể cái cây là nó đang vẫn là rất yếu anh chị thấy chưa. Còn anh chị mình xem nè đó, còn anh chị mình xem cái vườn ngoài này em xin giới thiệu với bà con. Hiện tại những cái cây đây anh chị thấy khác hoàn toàn so với cái cây mai mà của mình ở nhà ha. Đó thì may mắn là em đi được tới những vườn mà mai đẹp. Thứ nhất là để quay cho anh chị mình có một cái tham khảo được những cây siêu bông Sài Gòn tới thời điểm hiện tại thì nó sẽ phát triển như thế nào, và ở vườn này có cả Thủ Đức luôn nha anh chị. Cái cây này như là cây này là Thủ Đức nè đó, còn mấy cây bên đây là siêu bông Sài Gòn. Nhưng mà nhìn chung là anh chị thấy cái màu của Thủ Đức với Sài Gòn á, là nó hai màu nó khác biệt anh chị ha. Thủ Đức là nó màu nó hơi màu mỡ gà, còn cái siêu bông Sài Gòn là nó đậm đen ha. Rồi bây giờ trước khi mình gặp anh Lộc ở vườn mai Hưng Thịnh thì quay cho anh chị xem cái quang cảnh ở vườn mai Hưng Thịnh và tình hình những cây mai ở vườn mai Hưng Thịnh hiện nay phát triển như thế nào anh chị. Chúng ta mình cùng xem. Bây giờ để em đi một vòng quay cho anh chị xem những cây mai ở vườn mai Hưng Thịnh nha. Dàn lá bữa nay rất là dày và bóng xanh đen mượt anh chị ha. Giờ mình đi vòng xem những cái dàn siêu bông Sài Gòn của ảnh nha. Cây này là hình như là cây mai zin nè, cây này cây mai zin. Mai zin ảnh chăm nó cũng tốt luôn ha. Mai zin ảnh chăm cũng tốt luôn, không bị lỗi gì hết. Nhưng mà bây giờ mình cứ đi một vòng thử coi cái vườn này có bị cây nào bị lỗi không anh chị. Thứ nhất hiện tại là không biết là anh chị mà đang xem kênh đó, có anh chị nào đang bị tình trạng giống em chưa. Cây mai mình cũng có đi ra cây một rồi, nhưng mà hiện tại là nó đứng cây một lại. Tới nay là coi như là tới nay là được cỡ 22 tháng 4 anh chị ha, 22 tháng 4. Nhưng mà trong đó thì ở nhà em cũng có một cái cây nữa, em cũng có kịp chụp hình lại để khoe với anh chị chút xíu ha. Cái cây này thì nó là cây mai zin. Cây này là cây mai zin. Đây rồi. Đây, cây này là một cây mai zin. Mà cái lá nó hiện tại nè anh chị. Này cái lá hiện tại nè. Quay cho anh chị cận cảnh cho mình xem ha. Đây là cây mai Phú Yên. Hình như cái cây mai này của em thì nó lại ngon anh chị ơi. Đây, đây. Quay cho mình xem. Thì cây này là em đã đi phân đợt 2 rồi. Đi phân đợt 2 trong khi cây chú Sáu Bình Dương là chưa vô đợt phân nào luôn. Cây này đi phân đợt 2 là đi phân của phân viên của anh Út Đực nha. Đi phân viên của anh Út Đực. Anh chị thấy đang lá đỏ đang ra quá trời luôn ha. Lá đang ra đi đọt quá trời luôn ha. Lá rất bự, rất dày ha. Nói chung là cây này em thấy ok á. Nhưng mà cái cây này là cây mai zin, còn cây của chú Sáu Bình Dương hiện tại nó đang bị đứng đọt anh chị. Bây giờ mình cùng xem coi những cây mai ở vườn mai Hưng Thịnh như thế nào rồi. Ở đây là một cây mai già ở vườn mai Hưng Thịnh nha anh chị.
Cây này là một cây mai ghép dạ mùa ha. Đây, mình xem cái mắt ghép này. Đó. Một số anh em lo sợ là những cây mai mà ghép già mùa thì có khi nó lại yếu hơn những cây mai non. Anh chị mình có cái suy nghĩ này không? Có những cái ý kiến này không? Mình cho cái comment này có giống vậy không? Đây là một cây mai khác nè. Cây này chắc là ghép thủ đức hay là dẻo gai gì đó. Cây này chắc dẻo gai quá. Rồi bên này là cây siêu bông Sài Gòn ha. Bây giờ em sẽ dạo một vòng để anh chị xem có cái độ đồng đều của vườn mai Hưng Thịnh thì mình mới rút ra được cái xem coi ở nhà mình như thế nào. Ra tới đây là em thấy là những cái cây ở nhà em là chưa đạt rồi đó. Đây. Đây. À, anh chị nhìn bộ lá nè. Lá dày là không biết ở đây là đi phân như thế nào, đi đợt mấy rồi được cỡ hai chuẩn bị mà nó xì ra nè. Giờ đi một vòng cho anh chị mình tham quan nha. Đây, cây này thì đang xì quá trời, để chắc đã anh cũng có đi phân vô mới được vậy nè. Nhưng mà ở vườn này là có vẻ là rất kỹ anh chị. Lá không có một cái gọi là một cái lỗi nào của bộ lá nha. Mới đấy có lỗi nào phải không? Cái này không phải. Nãy giờ chưa thấy cái bộ lỗi, cái lỗi nào của cái lá, bộ lá anh chị. Này đi đọt quá trời luôn nè. Cày quá tốt luôn. Giờ mình đi kiếm những cây mai khủng mình xem coi. Đây, xung quanh toàn những cái cây mai là rất đẹp luôn anh chị ha. Lá ra ầm ầm chạy đọt phà. Đây chạy đọt còn muốn rơi hơn anh Út nữa không chừng á. Đây, để quay cho anh chị xem nè. Tổng thể cây mai đã ra dáng ra tàn ha. Hiện tại ví dụ như cây này siêu bông Sài Gòn là nó chạy đọt nó là khoảng cỡ 40 tới 50 anh chị. Chạy đọt từ 40 tới 50 rồi đó. Và ở vườn của vườn mai Hưng Thịnh hình như chưa thấy ngắt đọt nhiều anh chị. Đang để nó chạy dài nè. Đây, cái này là một nửa vườn ở đây ha. Ở vườn mai Hưng Thịnh thì không có nhiều cây. Đây anh chị thấy đặc trưng của siêu bông Sài Gòn không? Nó đậm đen luôn ha. Mà lá dài mà hình như là nó muốn có hai mặt lá lắm. Cái cây này nó mặt lá nó dài và nó thon. Còn bên này hình như là cây thủ đức nè. Cây này phải thủ đức không Lộc? Rồi chào em Lộc nha. Siêu bông luôn hả? Siêu bông không à. Sao lá nó khác cây bên kia vậy? Do cây mai vàng nó già. Này ghép vô cây mai vàng phải không? Cây mai vàng nó già. Hàng chay nó khác. Nãy thấy cái màu nó cũng khác nè. Tính ra mới đây ghép cây này bữa mười mấy Tết á. Bữa lại lá xong rồi lấy bo ghép luôn tới giờ. Hình như đợt trước lúc mà quay như đây là nó đang còn trong bọc hay sao á. Đây cho em comment cái cây. Đây cái cây này cây mai zin ha. Nhưng mà thấy cũng được, cũng đi đọt. Nhưng mà cây chú cháu Bình Dương á. Thấy chưa được. Này cây mai zin nè. Này cây này thiếu nắng. Thiếu nắng thì lá nó mỏng. Lá hơi mỏng thôi. Đúng rồi. Nhưng mà nó cũng chạy đọt phải không? Giờ coi cái cây của chú sáu Bình Dương nè. Cây chú sáu Bình Dương. Đây. Có mấy hình đó em lật em coi. Sao mới có mấy cái lá vậy? Nó bị đứng đọt cây một nó đứng tới giờ luôn mà nó ra chậm lắm. Bây giờ không dám bỏ cái gì vô luôn. Trời hôm nay anh tưới nước làm sao? Chỉ có tưới nước thôi à. Nhưng mà tưới làm sao á? Tưới giờ đợi nó khô mới tưới, kiểm tra cho chồng đợi khô mới tưới. Tại bữa trước á, hồi trước á, cách đây tháng á là cho mẹ anh tưới. Cái xong là thấy nó hơi dư nước á. Là thấy nó đứng vậy nè, là giờ anh tưới không à. Giờ là anh tưới không à. Mà giờ anh tưới là coi như là bắt trước anh Út bắt đầu gẹn. Thì nó bắt đầu nó có một cái tược. Đây nè, cái lá non mới ra đây có một hai cái à. Đâu đây nè, đâu đây nay có một cái hai cái lá non rồi. Nhưng mà lá nó nhỏ. Cái này gạn nó mới đi được. Nè, phải gạn nước nó mới đi được. Thì giờ anh đang gạn á.
nhưng bây giờ nó lá nó nhỏ xíu à, mà nó dài cọng vậy à, lưa thưa à. Bây giờ định là anh định nhổ ra mà con mình không dám nhổ, giờ định nhờ anh Út sửa mai nhổ giùm á, mà không biết có nên nhổ không. Không, cây này không nên. Cây này nếu mà bây giờ, hiện tại bây giờ không biết cái chỗ anh có bị nắng nhiều không, thì nắng chỉ có trời. Một bên thôi, bên giống như một hướng vậy nè, ở bên này là hướng đông, bên này hướng tây, còn hai bên này là nhà trắng. Nhưng mà cái cây này nó nằm là cái hướng nắng, cái hướng nắng là hướng gì, là sao cái cây anh để ví dụ hướng nắng hướng tây thẳng vô hay là hướng này, hướng đông? Nắng này. Cái cây vậy phải không, hướng nắng là bên này là nó gọi thẳng vô đúng không, buổi chiều vô. Đúng không, buổi chiều hay buổi sáng rồi chiều có buổi sáng đúng không, còn buổi chiều là nó gọi bên này à, nó gọi xéo luôn, vậy nó dẫn hướng được hai hướng. Ừ. Rồi để ngoài nắng không hả? Để ngoài nắng nữa, bởi vì cái cây này là dở cái nè, cái cây này dở cái nè, lúc xả tàn lại mà để trong ngoài nắng luôn. Ta trồng ở cái điều kiện mà trồng ở trên cái sân thượng nó có nhiều cái lắm. Nhiều khi mình chưa nắng mình không ra kiểm tra được, cái thứ nhất là nó nóng nè, nhiệt độ đang nóng, nắng nóng, cây nó rút nước lên nó yếu. Giờ lỡ ra lá non vậy thấy nó cũng chắc cũng mát, cũng kệ nó. Cây này giờ phải làm sao mà đưa vô mát mà mình hạn chế tưới nước thôi. Vậy là phải che lưới len đó hả? cái này của anh là hơi khó nè. Vậy cái này là sao? tại vì mà mỗi tấm hình này thì nhiều khi em cũng không thể coi nhiều tấm đấy hình dung được nữa, tại vì nhiều khi nắng sáng mà nó gọi vô cái cây của anh mà để sát vách tường á. Không, cái này đang ở giữa cái nhà à. Ở giữa cái sân à. Nắng là nó ra nó từ đây nó đâm xe đâm thẳng vô cái hướng cái ức con thú luôn, nó đâm vô thẳng cái ức con thú luôn, còn cái chiều là nắng chiều là nó đâm thẳng vô cái mông nó luôn. Mà sao anh không gọi cho chú Sáu, gọi sư tổ? Em thì kinh nghiệm em còn yếu lắm, thì em mới học ngay anh em thì nó trong chú Sáu, mà em là coi như là bậc trưởng bối rồi, học hỏi trưởng bối trước. Em thì em còn yếu lắm, nhưng mà nói chung cây của em, ví dụ mà em tại vì ở đây em làm kiểm tra thường xuyên à. Cứ em cũng có một cây nó bị cái tình trạng này, cái nhánh có không giống vậy không, nó giống cái đâu, nhánh nó đen, nhưng mà em xử lý rồi. Xử lý sao để coi thử em nha. Là cứ thấy bị vấn đề, coi cái nhánh của anh có bị đen không, anh cũng không để ý nữa, chắc cũng đen quá, hai bữa anh thấy đen thui à. Cái này nếu mà nắng là nó đen để không nhìn thấy à. Được nhưng mà cái này chắc đen rồi, cái lá có lá một số lá nè nó bị này, kiểu này là đen nè, nó vàng lên nè. Có khúc đây là bị vàng nè, vàng là khả năng bị cái đen. Cái đợt trước là sợ nó để ngoài nắng, anh để ngoài nắng với cái đợt đầu cũng bị dư nước á, dư nước sợ rồi. Nè, cái cây này bữa hổm là nó buồn hiu à. Đâu, cây em thấy cũng ngon lành lắm mà. Không, cái cây này là xử lý rồi. Cây này đâu phải Thủ Đức đâu. Cây này đâu nó gai, vỏ nó gai. Nhìn cái cọng nó đen nè, nó hấp nắng nè. Bữa hổm là nó buồn cái lá, nó xù luôn nè. Cho anh chị xem coi. Bữa hổm là nó buồn cái lá vậy nè. Cái nhánh này là nhánh cũ hay nhánh mới mà nó ra? Nhánh cũ á, nhánh cũ nó bị đen á. Nhưng mà nó láng. Hả? Nó đen, nó hấp nắng, rồi bữa hổm cái lá nó buồn lắm. Thì cách đây khoảng 1 tuần á, thì có nhờ mấy anh em tới vườn chơi nè, nhờ mấy anh em khiêng vô nè. Thì giờ mới 1 tuần bắt đầu thấy nó xì tược mới rồi nè. Nó xì vậy là ok rồi. Nhưng mà của anh nó mới xì có 1-2 cái à. Của anh nó mới xì 1-2 cái à. Giờ thôi trưởng bối của bồ coi. Em này này nói chung em kinh nghiệm còn yếu lắm. Ví dụ mấy cây mà bị dạng vậy là em cứ đưa vô mát à. Đưa mát rồi em canh em phun sương à. Em làm chơi siêu bông Sài Gòn được bao lâu rồi? Giống này em tiếp cận được, nói chung từ lúc em ra là em tiếp cận luôn là hôm nay 3 năm á. 3 năm rồi mà anh chị thấy chỉ trong vòng 3 năm mà được cái vườn mà bộ lá đẹp vậy là đâu cũng phải là đơn giản. Là chắc cũng phải đi học hỏi dữ lắm mà bao nhiêu thầy nè. Cái năm đầu tiên không có làm, năm đầu tiên là năm đi học không mà, đi cấp nghề không mà. Đi cấp nghề, giờ cấp nghề được là ok đúng không? Rồi năm thứ 2, bắt đầu 2 năm mà làm trực tiếp nay 2 năm á. À, cái này Thủ Đức nè. Giờ thấy cây nào cũng đi chạy vậy nè. Ồ, có cây này là gần giống cây của anh ha. Cây này là không, cây này không phải. Cây này do thai. Hả? Thai cái chậu. Nó do đi cơ 2 nè. Nó đi cơ 2 rồi. Nè nó giãn cái đầu rồi đi cơ 2 rồi. Thì nó mới bắt đầu đi cơ 2 nhưng mà lá nó cũng nhỏ nè, nó cũng hồi trước nó cũng hơi vàng vàng nè. Cái mình... lá vàng lá cần xanh nè. Cái năm nay là nắng á, nắng nhiều quá mình thai mấy cây là đều bị hết, nó đứng nó chậm hơn á. Cây nào nặng thì nó đen nhánh là luôn. Em có mấy cây bị vậy?
không, nó chạy hết nè. Ở đây là mấy không, cây ý, ý là em có mấy cây mà lá nó nhỏ nhỏ vậy nè, nãy giờ anh mới thấy cây đó à, có mới thấy con cây này nè. Cây này có vài cây à, nó trông nó nhỏ nhưng mà mốt nó bự lại hết à. Đây cũng có một cây thai nè, nó bự là phải bự cây sau chứ đúng không, cây thứ hai là nó bự lại hết à. Cây thứ hai nè, nó cũng nhỏ xíu nè, cây đầu nè, cái lá như ngón tay nè, chút nhỏ không nè đó. Từ từ động cây thứ hai ra nở bự lên à. Quan trọng là cái cây hai này nè, quan trọng cây hai nè đó. Nó ra nè, mà em thấy cái cây ở nhà nó không ra cây hai luôn, thấy ghê chưa. nó còn đang bị sượng mà, đang bị sượng nào, nó rượu qua nó chạy được thì nó mới sổ lá lại. Không biết cái anh em mình đang chơi mai đang xem kênh có bị tình trạng giống em không, cái cây mai nó đang bị đứng bị sượng vậy nè. Bây giờ em thì ý nhà là định sắt đầu lên, em nhổ em thay đó, anh em mình thấy sao, Lộc thấy sao cho ý kiến thôi. Không, cái này không có nên, không có, nói chung không có đụng chạm gì hết á, không nên đụng chạm gì hết hả? Cứ bưng vô trong mát rồi thôi, cố gắng để nơi nào mát mẻ rồi canh phun sương giữ ẩm cho nó. Tại anh thấy là nhiều một số anh em mà vườn là thấy cây mà đứng vậy, cái sợ là coi như là mình nắm đầu lên mình thay chất trồng, thay lùm lum có nên không? Không, nó trồng cây nó đang yếu, anh không có nên đụng chạm gì vô cái bầu á. Cây mà đang yếu là không có nên đụng chạm gì vô cái bầu. Nhiều anh em ở đây thật sự em làm á, bên em cũng có tư vấn mấy anh em nhiều lắm. Thì cái tình trạng mà năm nay là mấy anh em dở cái cây lên, mấy anh em thay á, thay chất trồng rồi, thì không biết ở đây em là không có thay chất trồng. Ví dụ giờ cái bầu cây nó sập sâu xuống thì em đăng cái cây lên em chăm cái chất trồng thôi, chứ em không, hoặc thay chậu thôi, chứ em không có vũ cái chất trồng gì hết. Ở đây là cố gắng mình thay làm sao mình giữ cho cái bầu cây nó im á, nó không bị động rễ á. Nhưng mà vậy chắc em cũng phải có trả giá, tức là phải có thử rồi thấy không được mới không dám nữa chứ sao. Không, nói chung là tại vì ở đây em làm có dụng cụ nữa, mà tại vì em thường em tư vấn bên TikTok á, thì mấy anh em nhờ em tư vấn á, là năm nay là thật sự em nói là cái nói chung hàng trăm á, hàng trăm anh em mà cứ cái vụ mà nâng cái bầu cây lên mà dở mà thay chất trồng vậy là hồi xưa là em có kinh nghiệm thấy mấy vườn khác trả giá nè đúng không, em đi ăn cắp nghề dữ lắm. Thì đó, em nhìn mấy vườn khác trả giá là em mới rút kinh nghiệm đúng chưa? Em đi ăn cắp nghề dữ lắm. Bởi mới ra được cái kết quả vậy nè anh chị. Đó, cây mai nó ra được xì, nó xì phúng vậy nè, là khoái à. Cái đọt nào cũng xì, đọt nào cũng xì nè. À, đó, nè. À. Nhìn vậy nó khoái à. Còn giờ em thấy nhìn cây anh thấy chán không? Giờ nó kêu nó ổn. Ông Hồng này ổng đi quay tùm lum, cuối cùng cái cây ổng không có ra cái gì hết. Cái này là giờ đừng nên đụng chạm gì hết, để y vậy đó. Để y vậy ha. Để y thôi, cứ anh cứ đường mát rồi anh xong, ví dụ anh tới anh cử cho đẫm thì anh bưng vô mát luôn. Rồi anh cứ canh, ví dụ chưa nắng nóng quá thì anh ra anh coi cái khu vực anh để cây coi cái nó bị nóng không á, rồi anh phun sương giữ ẩm cho cây thôi. Đừng tứ nữa, giờ nào khô thì tứ. Nhưng mà giờ bù lại thấy cái cây mai viên nó nhìn cái lá nó bự, nó phúng đọt nó chạy chạy thì thấy cũng khoái sướng. Cái này nó không ra cái gì hết. À. Hôm bữa nó còn lá còn nhỏ hơn, bữa nay nó hơi đỡ đỡ chút xíu à. Từ từ anh gạn nước á, anh gạn nước, anh xiết nước, anh kiểm tra cái lượng nước tưới của mình lại kỹ lại nè, đây nó xì lên nè. À đúng rồi đó. Nó có xì lên. Đúng rồi. Cái này thì bữa giờ là như 4 ngày chưa tưới rồi nè. 4-5 ngày gì không thành vấn đề, nhưng mà cái quan trọng là anh kiểm soát được á, nào khô chắc trồng anh tới. Em đây khô chắc trồng tới, em có cây mười mấy ngày không tưới luôn á. Cây cành lá xum xơi luôn chứ được. Đâu cây nào mười mấy ngày đâu. Đây nè, cành lá xum xê luôn chứ mà bữa nay trước khi đi quay là em phải ngó cây một cái mới đi quay anh chị nè, nhìn nè đó, cây nó phúng rồi đã không nè, đó nè nè đó, cây đó cũng mười mấy ngày đó. Cây nãy hả? Cây nãy anh mới dạch bên kia đó. Cây nãy hả? À mười mấy ngày đó. Ồ cây này chậu cũng đâu lớn đâu, chậu lọc lòng tắp mơ. Chậu này khi nhỏ hơn chậu của anh á, chậu anh là 1m70 á. Ừ, 1m70 thì tùy cây à. Nè đây cây này mười mấy ngày nè, tính ra là hôm nay là 12 ngày đó, đỡ tốn nước đúng không? Ờ nước nay 20 mấy ngàn khối rồi. À đà đó, anh chị thấy cái cây nó phúng ghê không? Bộ lá cây sung mà bữa giờ là cái cây của em đi được có đi độc lạc phân hết không, hay là cây có cây không? Không có đi ăn phân, chưa ăn phân gì á. Chưa ăn phân nhé, từ đầu năm giờ là đầu năm giao thị tứ ăn cử dưỡng gửi rồi xong rồi nó đứng coi, thì anh ở đây em nhắc ăn cử phân dơi à, em rải 2-3 nắm ít nè, chứ không có nhiều nữa, em ăn ít lắm. Vậy là em mới được 2 đợt, một đợt là dưỡng gửi ăn cử dưỡng gửi với ăn cử phân dơi vậy đó. Ở đây em xài dưỡng gửi là gì? Cái thằng rotlet á, rotlet của gamo á.
nó có cái hộp không cho xem cái quảng cáo nha, mình đi bán, anh em mình đi bán á. Lẹ mới vậy đi lấy về luôn nè. Ồ. Mới vậy đi lấy về. Sao nhỏ vậy? Không, tại vì lấy về cho mấy anh em mà cần á, mình chia lại thì mấy anh em ít, mấy anh em xài mấy chai nhỏ mà. Chai này nó lớn. Chai kia. Chai này chai lớn, chai này em xài. À, ở nhà anh còn cái này nè, xài em... một năm mà còn quá trời luôn. Em là em xài chai lớn này tại vì vườn nhiều quá. À, tức là em dưỡng rễ bằng xài cái này hả? Đúng rồi, em xài loại đó. Năm ngoái anh có xài cái này mà năm nay bữa giờ anh quên chưa, giục nó đóng luôn. Bữa mua chai này như cũng 400 mấy á. Đúng rồi, đúng rồi. 400 mấy hay 500 mấy gì quên hết rồi. Năm nay lên rồi, năm nay giá lên. Năm ngoái anh mua chai này như là 500 mấy luôn á. Em xài này không à, xài loại này không à. Quay cho chị xem. Đầu năm vô rồi, túi cử rồi. Có giỏ hàng này không? Để lấy giỏ hàng cho bán nè. Phân bóng lá rút led nha anh chị. Bán bên TikTok, cái này đưa bên giỏ hàng bên TikTok. Chiết xuất từ tảo biển ha. Cái này là em có xài rồi năm ngoái nè. Năm ngoái trước quay vườn Vũ Hậu có cũng xài cái này nè. Cái này nó hiệu quả lắm. Nó giải độc cây trồng nữa. Nó có giải độc nữa. Mà năm ngoái là anh sợ cái cây nó bị dư á. Đó là năm ngoái là anh trộn cái thằng này với cái phần HPB. Cái HPB hình như nó có hàm lượng NPK trong đó. Em không xài, đầu năm em không xài nào mà có hàm lượng NPK. Nè, NPK đúng rồi, NPK của nó là 664. Nó thì nó có hàm lượng, em không xài, đầu năm em không xài phân. Để coi hàm lượng của thằng này là bữa cái trâu của em hình như cái này nó thành phần dạng như tảo biển với kẽm á, tăng cường cái đề kháng cho cây trồng á. Cái chữ đó nhỏ lắm, cái chữ này mới bự nè. Đây quay cái chữ cho anh chị xem để coi thành phần của nó nha. Đây rượu lân hữu hiệu 100% nè, sắt. Lân hữu hiệu lân là cũng nó cũng có lân nè. Lân 100% nè, sắt. Nhưng mà thằng này sắt nhiều. Thằng này là sắt đến tới 30.000 đơn vị lận. Rồi cái kẽm. Zoom cho anh chị xem cái thành phần. Đây. Đó, nè ha. Lân của nó là 1%. Sắt của nó là 30.000 đơn vị, kẽm là 500, pH là 3, tỷ trọng là 1.9 ha. Thằng này đó là đặc biệt, nó là sắt. Sắt, nhiều sắt đúng không? Nhiều sắt. Mà giống như là rau muống là cũng có nhiều sắt đúng không? Tao nói ăn rau muống là đen tóc đó, phải không? Vậy là thằng này xịt này vô là cái lá nó em không xịt, này em tưới luôn à, em tưới vô gốc à, em không xịt. Em đây không có xịt gì lên lá. Nói tưới, chung, tưới vô gốc hả? Ngoài xịt bò chảy ha. Rồi vậy là một công thức giúp cho cái lá, anh thấy nè, nãy giờ anh chị thấy cái lá nguyên vườn nó xanh mượt không, là chắc nó có sắt nè, đúng không? Có sắt đó nè. Nhưng mà quan trọng cái bộ rễ cây của mình năm rồi nó mới khỏe. Nhưng mà quan trọng khi nào mà mới sử dụng được cái này nè, đúng không? Đầu năm mấy chai kia quá trời thu luôn kìa. Đầu năm mà giờ mình nói cái này trước đi. Với lại mấy cây tơ nè, cây mới ghép nó yếu á, mình tới hỗ trợ nó thôi, hỗ trợ lúc đầu. Em xài một cái dưỡng rễ đó với một cái gì nữa, nãy nó có gì đó. Cái phân dơi hả? Phân dơi lại mua của loại nào? Phân dơi thiên nhiên á. Phân dơi loại thiên nhiên á. Có bán không? Không. Trời ơi, coi hậu bán. Không đủ xài. Không đủ xài. Mới cái đó mắc không? Em mua mắc không? Phân dơi á. Phân dơi tùy chỗ bán à. Tại vì thằng phân dơi những nghe nó có nhiều loại lắm. Cái phân thiên nhiên nè, nó còn đây nè. Của em là mua nhiêu ký? Em nhập về 80. 80 ngàn ký hả? Của phân ngoại không hay là ở... Không, phân Việt Nam. Phân của người quen á. Phân người quen nuôi chứ không dám xài phân lạ. Tức là người ta nuôi dơi luôn hả? Mình biết cái trực tiếp người ta nuôi ở đâu luôn á. Thì mình mới lấy mình xài chứ còn không dám mua phân ở ngoài. Tức là mua phân ở ngoài là sợ là ta chế biến phải không? Sợ người ta lấy nước cốt rồi. Cái nước người ta xả ra người ta lấy nước đầu rồi đó. Đây là anh chị xem cái cây Mayin mà được bộ lá vậy là cũng ok nè anh chị. Đó, bộ lá này nó chỉ thua bộ lá của em chút xíu à. Hơi khô rồi đó. Khô nước rồi, cây này nó buồn lá nè. Lá nó hơi buồn. Cái cây Mayin của anh lá nó bự hơn này phải do là mình để trong mát phải không? Nó cái bự giống, hơn phải không? Cái giống mai lá nó bự. Giống như giống lá gai vậy đó, cái giống lá không bự vậy đó. Đầu kia em cũng có một cây kìa. Cái lá của anh ở nhà nó bự gấp đôi cái lá này luôn á. Dạ, đó là hơn 20 cm á, một cái lá.
cái giống mai à. Nhiều quan trọng bông bự không á. Nếu mà nói theo như sáu hoàng là cái lá nó đột biến. Quan trọng là bông nó bự không à. Không, bông... cái bông nó đẹp nhưng mà bông nó không bự. Bông nó tầm khoảng 5 tới 6 xăng rồi. 5 à. Xăng à. Nó tầm khoảng 5 xăng, 5 xăng rưỡi à. Nhưng mà nó 10 cánh. 10 cánh, 5 xăng, 5 xăng rưỡi, 10 cánh đều luôn á. Còn cái này của anh em bông sao? Bông mà, bông 5 5 tới 10 cánh. Nó bự không? Quan trọng nó bự không? Cánh tròn, nó được. Nói chung nói đối với Majin là vậy là nó đạt rồi. Bự hơn 6 xăng không? Không, không được đâu. Nó gỗ mà. Vậy cũng bằng cây của anh à. Ê, cây này nó nở đặt cái cây luôn mà. Nó vàng kính cái cây luôn mà. À, nhưng mà nó nhỏ cũng bằng cái cây của anh thôi mà. Không, tại vì cây dù cái lượng bông nữa, tùy theo lượng bông nữa mà. Cây chơi, anh chị ơi. Cây của anh thì dụ nó nở 50 bông, cây của em nó nở 5.000 bông sao so được. À, nhưng mà giờ hơn cái lá là mình cũng có cái gì đó hơn hơn á anh chị. À, giờ mình cũng mỏng hơn nè, lá bự hơn, lá mỏng hơn. Đó. Ở đây em có một cái là em không có tưới lên lá rồi. Không tưới lên lá. À, em không có tưới lên lá. Cái phân rootlet đó là nhớ là cứ tưới lên lá được mà. Đó là phun. Nhưng mà em nói chung ở đây em không xài mà phun. Sợ nó dư hả? Không có xài phun. Tại vì giống như sợ nó dư. Không phải, về cái chức năng á. Về chức năng cây trồng, cái bộ rễ nó ăn từ bộ rễ đi lên, giống như người mình ăn từ cái miệng mà. Mình tập trung như cái gì vô cái bộ rễ thôi chứ. Nhưng mà cái lá nó có ăn hợp được đó, nó cũng ăn được từ bộ lá được mà. Hợp, lá quan hợp, nhưng mà em đây đem ăn trực tiếp vô gốc hết. À. Không có ăn qua lá. Mình sẽ lấy từ gốc là cho nó chắc cú phải không? Cái lá đóng bụi dơ nè, mà không dám xịt nè, xịt sợ nó động lỡ nó cháy lá nè, động nước á. Giống như cái trường hợp mà có một số anh chị nói sao cây mai của em mà Tết về mình xả tàn xong mình thay chậu xong rồi ra được cây một được có 5 xăng, tại là lý do tại sao nó tuột nhự nó chết luôn anh ơi. Thì nãy giờ như nãy có con cây em nói đó, do thay chậu đó. Mà cái 5 xăng đó có phải là cái nó ra được 5 xăng đó là do cái chất dinh dưỡng còn lại trong cái thân cây nó đẩy ra đúng không? Nó đẩy ra nhựa dự trữ nó đẩy còn lại nó đẩy ra, nhưng mà do cái bộ rễ là nó không, bộ rễ nó yếu, nó không hút gì được lên. À, nó không hút gì được nữa lên đó. Là nó tiêu đó anh chị. Thì giống y như cây phôi vậy, cái bước ban đầu mình trồng vậy đó thì nó cũng đẩy cái cơi ra, nhưng mà thực tế ra chưa có rễ, cây phôi đầu tiên vậy đó, cái cơi đầu tiên nó ra là chưa có rễ. Vậy là một phần bí quyết, anh chị thấy cái lá nó đậm đen vậy nè là ảnh có cái rút lét nữa đó phải không? Cử à, đầu năm thì cắt đôn tàn xong rồi xài thôi. Nó hàm lượng nó sắt cao á, là cái lá nhìn nó đẹp giả mạng luôn anh chị ơi, lá đẹp lắm. Còn cái phân dơi nó tác dụng nó làm sao em? Phân dơi là dạng như lân cao á, nó bổ sung cái hàm lượng lân cao để cho nó giúp nhanh phục hồi bộ rễ. Lân là giúp mấy lá dày phải không ta? Không, nhanh phục hồi bộ rễ. Bộ muốn lá dày anh phải ăn đạm. Đạm nhưng mà mùa này nắng lắm không ăn được. Đó là kinh nghiệm của chú Sáu đó. Nhưng mà bây giờ thấy nó ra 40-50 xăng vậy. Có cái gần 60 xăng luôn mà em để gì luôn, không có bấm tỉa gì hả? Chưa. Lý do làm sao? Chưa. Để cho nó chạy đi, cho nó chạy cho nó đã đi, từ từ mình bấm sao? Nếu mà chạy nó nhiều quá thì ở trong nó đậu nha. Đâu cần ở trong, em làm đây em làm khác ta. Ở trong em không cần nhặt, em chỉ cần ra ngoài nó kín là được rồi. Ngoài nó phủ nó kín. Tại vì anh chị biết sao không? Tại vì cái bản thân mà cái cây này hồi trước nó ghép là anh đã chơi ở trong là nó full nó nhặt rồi. Đúng không? Ở trong nó cũng đã kín rồi. Ờ đó đúng không? Nè cái đây kiểu con nhánh nè, phải cắt bỏ nữa nè. À, đây nè anh chị. Tức là cái chi xương ở bên trong đã kín rồi. Còn nếu mà mình bấm đây nữa ở trên nó, ở trong đây nó đẻ ra nữa là không biết nó đi đâu. Nó rối lắm, khó sửa. Đúng không? Rối lắm, anh sửa kẽm khó lắm. À. Còn đây em làm ví dụ nè, ví dụ anh muốn bấm đúng không? Cái móng anh muốn bấm vậy nè. Đó, ra ngoài chợ lá già đi anh bấm, anh muốn bấm đây cũng được nè. Bấm ra đây nó đẻ ra nè, hai này đẻ ra hai bên. Còn này đi tiếp, còn không anh bấm đây cũng được, đây anh đi thêm cơi nữa. À. Hai nanh ra nữa thì nó cái dậy kiểu luôn. Như là khi mà cái ra bự anh chị thì cái khúc này mới thấy trống nè, thì lúc đó mình mới lên bấm đúng không? Cứ đi ra ngoài anh bấm chứ đừng bấm trong, tại vì sau này trong đây mà anh để nó lá đầu nhiều á, vô cái mùa cuối năm toàn nghiệp sáp không à. À. Làm sao mà ngồi dưới nhìn lên là thấy trống lỏng à. Mày ở trên đi ra cỡ 50 là 40-50 bắt đầu mình bấm cỡ còn 40-50 phải không? Tùy cơi á, nói chung đi cái cơi thứ hai á, cơi thứ hai nó già cơi lại á.
À, hiện tại là vẫn đợi vừa thả Hưng vậy đó, Thịnh là vẫn chưa có bấm gì hết nha anh chị. chưa có dọn chi gì luôn, cái đúng là phải dọn chi nữa, anh dọn chi anh bỏ nữa, anh lọc lấy chi rồi á. Cái nó dày quá nè, mấy cái chi bỏ nè, quá trời gặm gạp luôn, chi này chi bỏ nè, này ví dụ anh lấy mấy chi lực thôi, chi sung á, nè bỏ này, bỏ cái trên ha, bỏ này cái ốm nè, ốm yếu bỏ đi, lọc bỏ hết nè, anh chừa lại cái chi mập thôi nè. Anh dọn ra là nó chống lên liền à. Ở nhà anh cũng có cái cây mai diên nó cũng mọc từ lưa vậy nè, là anh cũng định dọn mà thấy cái chi nhỏ nó đang đóng ở chỗ đẹp mà không dám cắt nó. Còn cái chi mập nó đóng ở chỗ xấu. Tại thực tế ra sau này anh làm bông á, trong đây bông nó cũng không có đạt. Bông là bông đầu ngọn á, thì bông nó mới đạt. Còn có thì trong nó cũng ví dụ 2-3 bông vậy thôi chứ nó cũng không có nhiều. Vậy thực tế là ở trong thiếu nó nắng cũng không cần mà quá nhặt đúng không? Đúng rồi, nó thiếu nắng á, ở trong nó thiếu nắng, cái bông là lượng bông nó cũng không có đạt. Vậy là nụ bông nó nở không có chất lượng. Cũng thường, có một cái kinh nghiệm hay đó anh chị. Thường mấy cái đầu bông á, mấy cái đầu ngọn á, nút anh làm ngoài đầu á, thì bông nó đi cục 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 ở ngoài phía ngoài. Rồi cái cây như vậy là khi nào em mới đi phân, để em thấy nó chạy đậu phà phà vậy là mình đẩy phân vô cho nó dữ lắm à. Không có phân gì đó. Giờ cứ để y vậy đó. Trời bắt đầu mà anh mưa. Không hiểu là lý do tại sao phải khi đi phân mà khi nào mình phải đi phân ha, không hiểu. Mưa xuống mát mình mới đi được. Đó là kinh nghiệm chú Sáu ông truyền lại đó. Nhưng mà còn nắng, còn cái nắng là đựng đi. Tại vì nắng cái phân bón thực chất là nó vẫn nóng. Phân bón nó nóng. Em ý này nè, ý ví dụ như là cái cây của em giờ nó đang xanh tốt vậy nè. Đâu cần đi phân đâu. Vì đâu cần nữa thì nó đang vậy đi chi nữa nó tốt phải đúng không? Đi đang phân tốt chi. Đi phân chi đúng không? Chỉ cần vô mùa mưa á, đầu mưa á là cái cây đó có bắt đầu có biểu hiện cây không phải khi nào mà nó già cơ đúng không? Nó già cơ anh bấm rồi nè, anh bấm đây nè, ví dụ mưa xuống nó mát đất rồi đó. Nó mát đất rồi đó thì bắt đầu anh dục phân đẩy vô cho con này nó đẩy cơ như vậy mạnh ra, phục mạnh ra cái là dậy kín tàn luôn rồi. Có rồi. Rồi vô bán hàng đi, vô bán hàng đi. Không, hôm nay ít đơn. Mới nhập thêm này nữa nè. Đó, mỗi vừa anh chị thấy có. Rồi, cảm ơn nha. Là đang quay phim. Có một cái cách đi phân làm nút khác nhau anh chị ha. Cái này là Thủ Đức hả? Không, siêu bông á. Siêu bông luôn á. Em đi ít mấy cây thủ đất của em nhìn vô cái biết liền à. Cái lá đó, nó bự hơn này cũng hết tứ quý mà lá nó cũng chưa đậm bằng mấy cây kia ha, tại chắc nó đang mới ra đi tược phải không? Do cây này bản thân nó sung quá nó cứ rút dinh dưỡng lên nó chạy hoài vậy đó nè. Nó chạy đó bốn tấc rồi đó, nó rút nó chạy vậy đó, nó cứ chạy hoài. Cây này cây già rồi nè, một thứ tư rồi. Chạy mịt mù luôn, cây này là kính mịt mù luôn. Năm nào nó cũng vậy, cây giống á, cây này cây giống á. Cây này là còn kính hơn cây của anh Mạnh Hùng, cây bố mẹ của anh Mạnh Hùng nè. Cây nào bố mẹ nữa? Cây nào cây bố mẹ? Bữa trước anh Mạnh Hùng nói có cây bố mẹ mà chạy tốt dữ lắm, đậm đặc luôn. Nhưng mà thấy có vẻ còn thua cây này chút xíu à. Cái cây này năm nào cũng vậy, năm cây nào cũng tàn vô là nó xì vậy á, mà nó chạy ra 6-7 tấc luôn á. Năm nào cũng phải sửa trước á, cây này là phải cây vô kẽm trước. Cây giống như cây nái của em á. Cây nái của em á. Lấy cây này ra mình ghép á. Thì hồi xưa là cây này cây nái đầu tiên á. Lý do sao em không bỏ xuống bồn? Không, để em còn chơi nữa chứ. Tết chơi, vẫn đem về nhà chơi bông mà. Hả? Tết vẫn đem về nhà chơi bông. Tết mình vẫn chở về nhà mình chơi á, chơi bông á, nên không có trồng dưới được. Với lợi giống em giờ nhiều lắm rồi. Cây nào cũng làm giống được mà, hầu như cây nào cũng làm giống được nên đâu có cần thiết nữa đâu. Nhưng mà nó gần cận vòng hơn. Đâu có cận vòng, đâu có bằng cận vòng. Em có cây của chú Sáu không cho giống kìa. Đâu? Nằm trong á. Trong cái chậu gồng nhỏ mà năm rồi em nằm dưới bồn rồi, năm nay em phá rồi. Đâu, em đi em chỉ thử coi, giờ đi vòng coi có cây nào mà yếu yếu không. Mình phát hiện mình la lên cái coi. Giờ mình đi dìm hàng vườn mai Hân Thịnh các anh chị. Kiếm cây mình dìm hàng coi. Đây nè, cây này cây giống nè. Chạy được ghê luôn ha.
À, ghê gớm ha. Cây giống nè. Gì cây giống chút xíu à? Cây giống này xưa chú Sáp cho nè, từ cây tổ á. Từ cây tổ á, rồi ghép nó già nè. Tính ra cái cây tổ là ghép lần thứ nhất. Rồi cái cây này là ghép sau cây tổ, là cây này ghép lần thứ hai hả? Đúng rồi, đúng rồi, lấy giống từ cây tổ á. Còn nói chơi chơi là mình nói cây này là F2 đúng không? Muốn ép mấy cũng được, ép mấy cũng được. Thì cây này năm rồi là cho giống mấy anh em nhiều lắm rồi, năm nay năm cây này nó tàn nó yếu vậy. Em cắt để em chỉnh tàn mà, em bẻ sữa nè. Năm rồi là thả. Chơi bonsai ha. Năm rồi là thả, năm nay cắt ép vô chậu để có bưng tới bưng lui được chơi được. Bữa trước nhớ có mấy cây mà nhỏ nhỏ bonsai đặt đây đâu mất tiêu rồi. Trong kia kìa. Cái này có đẹp không? Đấy, còn khúc này nè. Cũng bán tầm lum hết rồi. Mà anh chị thấy siêu bông Sài Gòn mà vô cái mai vàng là thấy nó khác vô tới quý nha. Chút ra em quay trên lại anh chị coi lại nè. Cũng vậy à. Thấy khác. Nè, mai vàng luôn nè. Cũng vậy à. Cũng vậy à. Mai vàng một số để cái này chút nữa quay một clip ngắn nhỏ nữa cho anh chị xem cái này. Đâu cái cây cái mấy cây bonsai đâu rồi? Nè. Mấy cây nhỏ nhỏ nè. Không, cái cây mấy cây để nôm gì hết. Đấy thì giờ bó lại rồi, còn cây hai cây nhỏ để ngoài đó. À đây cây này phải không? Bó rồi là tùm lum hết rồi. À. Cái cây hồi xưa cái cây 8 triệu mà nhỏ nhỏ là bán mất tiêu rồi, bán mất tiêu rồi. Bán à. Mấy cây nhỏ nhỏ bán hết rồi. Cả cây này là Tết là mấy trăm. Cây này hả? Không, cây này của khách bán rồi. À bán rồi luôn. Anh khách gửi là trăm. Cái tại vì khu trong này giờ còn ít lắm. Em còn ít cây lắm, tại mấy cây nhỏ nhỏ chủ yếu mấy anh em gửi không à. Để em hỏi luôn cho anh chị cái tình trạng này nè. Này cái lá vậy là nó bị sao vậy? Sao anh? Lá nào? Nhăn nè. Thôi bây giờ cái này là anh làm clip mới ra được không, để cho anh chị dễ mình tìm kiếm á. Cái lá này nhăn thì này cũng lại lâu lâu nó có một vài lá, không biết được. Ví dụ mà nó nhiều á, nó nhăn nhiều á, do mình ví dụ mình đi phân hoặc mình tưới dưỡng rễ nó nhiều thì nó co như con sâu rồi. Tức là nó bị nóng đúng không? À, rồi về để nói luôn ha. Cái đó là dạng như nó chuẩn bị làm như nó chuẩn bị nó đang đi lá non ha, nó đang đi rễ phía dưới cái chậu mình á thì chuẩn bị nó nhóm cơ để nó đi đọt. Thì cái bắt đầu nhiều khi mình tưới vô á nó bị ảnh hưởng thì nó ra nó nhăn nhăn như con sâu á. Cái đó là bị ảnh hưởng của thuốc. Còn này lâu lâu có con lá nó bị nóng đúng không? Lâu lâu bị con lá rồi khả năng nhiều khi cũng có thể là do xịt thuốc bò chỉ nó nóng. À. Thì có cây, nếu mà xịt thuốc bồi tỉ thì có cây bị. Phân có bị không? Phân nóng nó có bị không? Bị. Có thể do phân nó nóng vẫn bị. Phân hoặc là xịt thuốc là nó có tưới dưỡng rễ cũng bị á, tưới dưỡng rễ nhiều lạm dụng tưới nhiều quá nó vẫn bị. Còn nếu tự nhiên nó cái này nó đâu phải do nước đâu đúng không? Không không. Cái này nhiều khi em nghĩ là cũng có thể ảnh hưởng của thuốc bồi tỉ đó. Tại vì trong một cái vườn thì nó tùm lum cái cơi hết mà. Ví dụ ở đây em làm thì cứ ví dụ ra lá đầu lá non này nè. Cái nó mới chấm chớm á. Rồi bây giờ Lộc ơi, bây giờ anh có cái này hay lắm. Sao? Để cái chủ đề mà nhăn lá cuốn lá để em quay riêng để anh chị mới tìm kiếm được. Không có sao mà quay? Hả? Không có sao mà quay? Anh thấy rồi. Đâu? Từ từ. giờ anh quay lại cây này trước nè. Sao? Cây này giờ sao? Cái này sao nó không giống nè? Sao nó không giống? Không giống vấn đề gì? Nó giống Thủ Đức quá, cái màu á. Không phải. Hả? Cái cây này nó mới vừa đang đi tược non anh hiểu không? Nó chưa có già cái lá lại, khi mà nó già cái lá lại bắt đầu nó mới xanh là được. Mà cây này anh có em có bỏ cái dưỡng rễ đó không? Dưới đấy đó có bỏ này chưa? Thì đầu năm thì tưới hết vườn, tưới toàn bộ vườn luôn, cứ có cây là tứ. Đầu năm là có cây là tứ rồi thôi, không tứ nữa. Tại vì mắc công pha thuốc lắt nhắt á. Thì mai non thường trồng tưới một cử. Cả nhà mình có ai mình đang chơi siêu bông Sài Gòn không? Ở siêu bông Sài Gòn của anh chị mình có đang bị trục chặt cái vấn đề gì không? Còn comment lên lập tức ha. Em sẽ chuyển câu hỏi tới những nhà vườn mà uy tín và đặc biệt là phải có kết quả mà đang tốt thì mình mới tin tưởng là mình gửi gắm để mình tham khảo anh chị ha. Em làm cái gì vậy? Hả? À, không có. Ý là cái nhánh ghép nè nó ra bằng cái bị gãy hả? Nó siết nè, mình phải xả ra bớt. Nè.
nó cái màng bọc hồi xưa tại em ghép một kiểu em quấn bo á. À. Thì bây giờ nó còn lỡ nó thấy nó lúng lúng rồi mình tháo ra thôi. Để mốt nó nhánh nó lớn rồi nó lên nó xiết. Xiết cái nhánh lại nó bị teo cái chân. Mình cũng phải mở ra nữa rồi nhiều khi bị riệp sát nó đóng vô nữa. Rồi bây giờ cái clip này cũng dài rồi anh chị. Thì trước khi kết thúc cái clip này em sẽ quay cho anh chị xem một cái đoạn ngắn về vườn mai Hưng Thịnh nha. Mình cho cái ý kiến đánh giá nhận xét nha anh chị. Đây. Đó. Ở vườn mai Hưng Thịnh này đặc biệt là có cái hệ thống lưới lan rất là bờ rồ ha. Lúc nào mà muốn giảm nắng là mình giảm. Mà mấy nay anh thấy nhiều vườn bị ảnh hưởng bởi nắng lắm nha Long ơi. Thì năm nay nhiệt độ nó cao quá, năm nay nhiệt độ cao. Mà thấy vườn lọc là thấy ok ha, không có bị ảnh hưởng gì nhiều ha. Cây nào thấy cũng ok, thấy cũng đẹp hết trơn anh chị. Cũng có cây yếu chứ. Hả? Cũng có cây yếu mà do tại đây em làm em kỹ, em đi kiểm tra cây riết à, nó mới vừa chấm chớm bị là em xử lý liền à. Mới thấy cảm giác mà nó buồn buồn là em bưng vô rồi. Thì cái quan trọng nhất là mình phải lúc nào cũng phải thăm cây thường xuyên đúng không? Đúng rồi, không có bỏ đi đâu được á. Để lát này em rủ đi đi chơi tùm lum, đi tham quan tùm lum cho cây yếu bớt đi. Chứ giờ cây mạnh quá. Không. Đi đâu thì tối tối đi được chứ ban ngày đi cũng được. Mất công người ta thấy. Thấy tủi thân quá. Vậy giờ cái cây của anh là coi như để nguyên phải không? Để nguyên không làm gì hết đúng không? Chỉ tương đương đúng không? Chỉ canh nói chung làm sao giảm cái lượng nắng vô. Rồi canh phun sương vậy. Vậy khi nào mà đợi nó ra được cái cơ thì mới bắt đầu đi phân đúng không? Chưa đâu. Giờ là chưa được đúng không? Chưa có đi phân đâu. À. Về cái nguyên lý cây, khi nào cây mà lá nó nhiều thì nó ăn, còn cái cây nó ít lá đừng cho ăn. À thôi vậy anh chị mà có trường hợp giống em thôi, mình đừng có hên xui cái mình bóc cây ra mình thay chậu rồi mình cắt rễ mình thay chất trồng là cũng sợ lắm nha. Nó nè thì anh cứ nhìn thấy thực tế là cái cây nếu mà bây giờ thật sự là cái lượng dự trữ nhựa trong thân nó lớn lắm. À. Cây mình chưa có đi phân mà nó chạy như vậy nè, là mà nó ra nó nuôi cái bộ lá nó nhiều như thế này mà nó vẫn đảm bảo được mà thì đâu có nhất thiết phải đi phân chi. Đợi mưa này chắc cú ha, mà mấy nay nghe dự báo thời tiết là chuẩn bị mưa, tưởng hôm nay mưa cuối cùng không thấy đâu hết. Mưa, cứ mưa xuống là đi phân. Thôi giờ em tạm biệt anh chị ha, chuẩn bị quay cho anh chị xem một cái chủ đề mà em cũng hay gặp phải và mọi người, anh chị cũng hay gặp phải nè. Thôi cảm ơn Lộc nhiều nha, xin được. Chào và hẹn gặp lại anh chị các bạn trong clip tiếp theo. Rồi em xin chào tất cả mọi người ạ.